Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio Với cái thời đại kỷ nguyên số bây giờ thì người người nhà nhà ai ai cũng đều đang sử dụng điện thoại thông minh rồi và điều họ quan tâm đến cái thời điểm hiện tại thì họ sẽ chỉ quan tâm đến hiệu năng này camera hay là những cái hiệu suất mà điện thoại mang lại mà thôi Còn về cái mặt thiết kế thì mình đang cảm thấy mọi người đang dần không quan tâm đến cái mặt thiết kế của điện thoại nữa rồi và có lẽ chính vì thế mà các hãng điện thoại bây giờ cũng đã bị lười thay đổi thiết kế hơn Lý do vì sao nhỉ? Vì sao thì hãy bắt đầu video ngày hôm nay với mình nha. Các bạn có thể tham khảo tất cả các mẫu điện thoại đến từ các hãng điện thoại khác nhau tại Blackbuy còn link tham khảo thì mình sẽ để phần mô tả của video này nha. lý do đầu tiên thì chắc là chính vì cái sự chú tâm hơn về cái hiệu suất cũng như là cái lợi ích mà điện thoại di động mang lại cho người dùng vì thế mà họ đã không còn quan tâm đến về cái việc thiết kế cũng như là cái ngoại hình ở bên ngoài một chiếc smartphone đối với người dùng hiện tại thì nhu cầu của họ là chỉ cần một mẫu smartphone có ích có thể đáp ứng tốt nhu cầu trong công việc cũng như là có thể đáp ứng được cái nhu cầu giải trí ngoài giờ của họ như vậy thôi là đã quá tốt rồi và ngoài ra thì cũng sẽ có một cái lý do khách quan nữa đến từ những chiếc ốp lưng có thiết kế mẫu mã mới lạ đẹp mắt Hiện nay thì đang ngày càng nhiều người dùng thích sử dụng ốp lưng bởi cái sự tiện nghi của nó vừa giúp bảo vệ cháy xước này, chống sốc cho điện thoại. Ốp lưng còn có rất là nhiều thiết kế mẫu mã đa dạng, hiện đại có, trẻ trung có, trendy có. Nói chung chính vì thế mà khiến cho người dùng càng ngày càng thích thú hơn với những cái ốp lưng thay vì là họ sẽ để tâm đến cái thiết kế vốn có của một chiếc smartphone. Thế nhưng các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc cùng chung một nhà như là Oppo hay là Vivo chẳng hạn thì có những cái mẫu điện thoại nó khá là tương đồng giống nhau. Vậy nên việc mà các bạn đeo ốp vào những điện thoại đấy thì khi nhìn vào cũng khó có ai có thể nhận ra được đấy là điện thoại đến từ hãng nào Oppo hay là Vivo. Rất là khó. Ở trong những cái lý do này thì chúng ta sẽ có minh chứng sống luôn nhá. Và chắc chắn minh chứng sống mà mình nói đến đây là đến từ nhà Apple rồi. Đối với những cái sản phẩm đến từ nhà Apple thì không mấy thay đổi trong thiết kế Từ cái màn hình tay thỏ tuy đã từng tạo trend nhưng mà đã được nhà táo sử dụng trong một thời gian quá là dài rồi Trang bị từ iPhone X cho đến iPhone 13 series luôn Và đối với iPhone 14 series thì họ cũng chỉ thay đổi một chút chi tiết nhỏ mà thôi Cái chiếc tay thỏ truyền thống lại được thay bằng cái hình dáng viên thuốc mới lạ Kèm theo đó là tính năng Dynamic Island mới nữa nếu như mà nói về hướng tiêu cực ấy, thì Apple là cái hãng điện thoại lười thiết kế nhất Còn nói về cái hướng tích cực ấy, thì biết đâu là Apple vẫn chưa tìm được một cái giải pháp tối ưu nhất cho cái mặt thiết kế sản phẩm của mình Thế nên là họ chưa có thay đổi thôi Chúng ta quay trở về quá khứ một chút nhá Những mẫu smartphone ngày xưa luôn luôn có sự khác biệt về mặt thiết kế Trong thiết kế cực kỳ là nhiều sự phá cách luôn trong lịch sử phát triển của điện thoại di động á đã từng có một cái thời kỳ hoàng kim về thiết kế và thời kỳ này là dành cho những thiết kế smartphone độc lạ. Các hãng sản xuất rất chăm chỉ để nghiên cứu, lên ý tưởng cho những cái mẫu thiết kế mới lạ để có thể trình làng và tạo cái điểm khác biệt đến với người dùng. Ở cái thời điểm đó thì LG chính là cái hãng mà luôn mang đến cho người dùng những mẫu smartphone có một cái thiết kế cực kỳ là mới lạ mà cực kỳ là độc đáo luôn. Và những mẫu smartphone thời điểm đó sẽ có rất là nhiều như là màn hình nắp trượt nè, màn hình nắp gập nè Thêm vào đó là những cái màn hình được thiết kế theo một cái dạng hình khối Rồi là màn hình bẻ cong được, màn hình có thể tự hồi phục được vết xước của mình Vân vân, nói chung là rất 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 là nhiều luôn và cũng chính vì cái sự thay đổi cũng như là cái sáng tạo liên tục đến từ các hãng sản xuất như vậy mà dù ở cái nhóm người dùng nào đi chăng nữa thì họ luôn luôn tìm được cho mình một chiếc điện thoại cực kỳ phù hợp với bản thân luôn ở cái thời điểm đó cho đến năm 2007 thì Apple đã tạo ra một cái làn sóng công nghệ mới khi mà họ cho ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, mở ra một cái thời kỳ mới về thiết kế của smartphone tương lai. Và với thiết kế màn hình cảm ứng này dường như đã làm lu mờ hết tất cả những smartphone ở trên thị trường lúc bấy giờ. Nhiều hãng sản xuất cũng đã bắt đầu sao chép và thiết kế cho mình những mẫu smartphone màn hình cảm ứng. Lúc này thì những mẫu điện thoại mà có các phím bấm vật lý cứng cáp đã được thay thế bằng một màn hình cảm ứng chỉ cần chạm nhẹ là được. Đó là quá khứ thôi, bây giờ chúng ta lại trở về hiện tại nhá. Bây giờ đối với những thiết kế trên các mẫu smartphone hiện đại đã không còn cái sự phá cách, không còn cái sự độc đáo như thế nữa. Mà thay vào đó là họ sẽ chỉ uh, thiết kế giống nhau rồi họ cũng sẽ chỉ tinh chỉnh thay đổi lại một chút thiết kế sao cho phù hợp với người dùng nhất ở thời điểm hiện tại mà thôi nhưng mà theo mình thì không phải là do các hãng điện thoại đang không muốn hay là lười thay đổi thiết kế trên các mẫu smartphone mà họ chỉ đang càng ngày càng chú tâm đến những cái nhu cầu và sở thích của người dùng mà thôi và dù gì thì cái việc mà họ không thay đổi thiết kế trên các mẫu smartphone ở hiện tại nó cũng không ảnh hưởng gì đến danh số của họ thế nên họ cứ vì thế mà họ dậm chân tại chỗ và bảo vệ cái sự an toàn danh số của mình như ở đầu video mình đã nói người dùng hiện tại bây giờ không còn quá quan tâm đến cái mặt ngoại hình cái diện mạo hay là cái thiết kế của một chiếc điện thoại nữa mà cái điều họ quan tâm hiện tại là cái chiếc điện thoại họ mua về có cấu hình ngon hay không có camera chất lượng hay không có màn hình kích thước lớn hay là nhỏ hay thậm chí là cái màn hình đấy có đẹp hay là không để mà có thể phục vụ được cái nhu cầu giải trí này học tập hay thậm chí là họ còn phải làm việc trên chính chiếc smartphone đó nữa thế nên về cái mặt thẩm mỹ của một chiếc điện thoại ấy, thì dường như họ đã để cho chiếc ốp lưng đảm nhiệm cái nhiệm vụ này rồi và hiện tại thì trên thị trường công nghệ đã có thêm một mẫu smartphone màn hình gập nó cũng đang dần trở thành cái xu hướng trên thị trường công nghệ rồi đối với mình thì smartphone màn hình gập nó dường như là đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu của người dùng ở thời điểm hiện tại rồi có một cái thiết kế đẹp có đẹp rồi màn hình lớn có lớn rồi các bạn muốn nó nhỏ thì rất nhiên là nó sẽ nhỏ được rồi tại vì nó gập lại là nhỏ thôi. Rồi là cái màn hình lớn thì chắc chắn là sẽ thao tác rồi thực hiện tất cả mọi thứ ở trên màn hình cực kỳ là thuận tiện luôn. Đặc biệt là nó gập lại được các bạn có thể mang theo bên mình mang đi tất cả mọi nơi đều được đều dễ dàng. Đó. Đây cũng xem như là một cái điểm mới mẻ trong cái việc mà uh, các hãng sản xuất mang đến cho thị trường công nghệ hiện nay một cái làn sóng mới đó là smartphone màn hình gập. Nó tóm lại thì tất cả những cái sự thay đổi về mặt thiết kế hay là kể cả về cái mặt hiệu năng á, mà các nhà sản xuất mang đến trong một cái chiếc smartphone thì nó cũng sẽ chỉ phục vụ nhu cầu của người dùng mà thôi. Họ luôn luôn hướng tới cái sở thích, cái nhu cầu của người dùng là điều đầu tiên. Còn lại thì các bạn thích thiết kế của những mẫu smartphone ngày xưa hơn hay là thiết kế của những mẫu smartphone bây giờ hơn thì hãy để lại comment ý kiến ở dưới video này cho mình biết nha. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio để chờ đón những video tiếp theo nhé. Xin chào và và hẹn gặp lại các bạn